mới đây, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được xếp thứ hai, chỉ đứng sau Bưu điện Trung tâm Alzheimer của Algeria trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới do tạp chí kiến trúc Architectural Digest của Mỹ bình chọn. Việc có tên trong danh sách những bưu điện đẹp nhất thế giới và đặc biệt đứng ở một trong những vị trí dẫn đầu là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới của Architectural Digest còn có bưu điện Trung tâm Algeria, vị trí thứ nhất, bưu điện Palacio de Correo de Mexico, Mexico, vị trí thứ ba, bưu điện Los Angeles, Mỹ, vị trí thứ tư, bưu điện Palacio de Comunicación, Tây Ban Nha, vị trí thứ 5, bưu điện Columbus, India, Mỹ, bưu điện James A. Feli, thành phố New York, bưu điện Ragusa, Sicily, Ý, bưu điện Bonn, Đức, bưu điện Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, bưu điện Winslow, Arizona, Mỹ đứng vị trí thứ 11 với thiết kế ấn tượng mang dấu ấn của phong cách kiến trúc phục hưng, Gothic và các phong cách kiến trúc phương Đông. Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tuổi đời hơn một thế kỷ được lựa chọn ở vị trí Á quân trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới Architectural Digest đánh giá. Vẻ đẹp của một bưu điện thường nằm ở chức năng của nó, là nơi kết nối mọi người, dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, thiết kế bưu điện thường không được quan tâm như các công trình công cộng khác như cung điện hay tòa nhà quốc hội. Nhưng như thế không có nghĩa là không tồn tại những bưu điện có kiến trúc đẹp. Qua khảo sát trên toàn thế giới, Architectural Digest đã tìm ra được 11 bưu điện có kiến trúc đẹp nhất. Trong đó, bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách này. Với hình ảnh một tòa nhà màu vàng cùng các khung cửa màu xanh nổi bật, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tòa nhà có kiến trúc đẹp nhất giữa lòng thành phố. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nằm cạnh nhà thờ Đức Bà, góp phần tạo thêm không gian kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc cho khu vực trung tâm thành phố. Phê bệt, nghe âm nhạc đường phố, ngắm dòng người và du khách, rồi dạo đường sách tha hồ chọn sách yêu thích. Đối với mình, mỗi lần đến đây luôn có nhiều thứ hay ho để thưởng thức và thư giãn. Nhưng hôm nay là ban nhạc đường phố này mang đến cho mình cảm giác thiên đàng tuyệt vời. Cái cảm giác mà vừa có không gian ngắm thành phố, vừa được hội họp bạn bè mà lại có âm nhạc hay để nghe nữa thì còn gì bằng. Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ đến đây để tham quan, chụp ảnh và quay phim, làm phóng sự về bưu điện thành phố, quay phim để quảng bá du lịch cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra có rất nhiều cặp đôi đến đây để hẹn hò và chụp cả ảnh cưới. Nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch vô cùng nổi tiếng. Cho du khách, bưu điện thành phố là một trong những địa điểm du lịch được du khách đến viếng thăm nhiều nhất và yêu thích nhất khi đến Sài Gòn. Bưu điện còn được rất nhiều người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước đến đây để chụp ảnh và quay phim nhằm quảng bá cho các kênh vlog du lịch của mình. Bưu điện Trung tâm được xây dựng từ năm 1886 đến năm 1891 bởi kiến trúc sư lừng danh Gustave Eiffel, người Pháp, người nổi tiếng với việc thiết kế tháp Eiffel, tượng nữ thần tự do. Phía trước tòa nhà là tượng đài chiến sĩ giao bưu thông tin trong kháng chiến và thời kỳ phát triển hiện đại, được xây dựng nhân dịp chào mừng kỷ niệm Sài Gòn 300 năm. Đến năm 1891,
một trụ sở mới của bưu điện chính thức được khánh thành. Nơi đây ghi lại dấu ấn của nền văn hóa Việt Pháp, đồng thời chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã có tuổi đời hơn một thế kỷ, được thiết kế tỉ mỉ cùng những chi tiết tinh xảo mang dấu ấn phương Tây kết hợp với các nét trang trí phương Đông. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà nổi bật với hệ thống cửa hình vòm đặc trưng, điểm nhấn là chiếc đồng hồ ngay chính giữa cổng lớn làm nổi bật lên vẻ đẹp cổ điển hoài niệm cho nơi đây. Trải dài hai bên mặt tiền của tòa nhà trang trí theo từng ô hình chữ nhật, trên mỗi ô có ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện tín và ngành điện thư. Thank you.
tham quan bên trong bưu điện. Bên cạnh kiến trúc hình vòm đặc trưng, du khách sẽ bị thu hút bởi những mảng phù điêu với hoa văn đắp nổi công phu, những tấm bản đồ lịch sử của thành phố được khắc họa tỉ mỉ tinh tế. Hai bên lối vào là những hàng cột sắt màu xanh lá cây thẳng tắp và những chiếc ghế gỗ màu nâu sáng bóng. Đặc biệt thiết kế hình mái vòm tạo cảm giác hoài cổ và rộng lớn cho du khách. Bưu điện vẫn giữ những hòm thư cổ, bốt điện thoại, các đồ lưu niệm như tem hay thư xưa. Đặc biệt ở đây còn lưu giữ hai tấm bản đồ lịch sử là Sài Gòn Axis Environ 1892, Sài Gòn và vùng phụ cận 1892 và Linh Telegraphic Du Sút Việt Nam Edu Cambod 1936, bản đồ đường dây điện tín của miền Nam Việt Nam và Campuchia 1936. Tòa nhà bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với bố cục cân đối, có kết cấu hình khối với mái vòm hình vòng cung phía trên, các cửa ra vào 14 bốt điện thoại công cộng được đặt ở hai bên sảnh chính để phục vụ người dân và du khách. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, những chiếc bốt điện thoại này dần trở thành những nhân chứng lịch sử. Những dãy bàn gỗ lớn xếp dọc bên trong tòa nhà để phục vụ người dân và du khách có nhu cầu ghi chép để gửi thư từ. Đối với nhiều người, việc gửi thư, bưu phẩm từ bưu điện tới người thân, bạn bè là một trong những cách để lưu giữ những kỷ niệm trong thời đại công nghệ số đã rất phát triển. Với kiến trúc độc đáo và giá trị lịch sử, bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là địa điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính, nơi đây còn đặc biệt thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh chết. Ngoài ra, trong năm 2019, tạp chí Insider của Mỹ cũng xếp hạng bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách 20 bưu điện đẹp nhất thế giới.